Thưa quý vị và các bạn, lâu nay, chuyện cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển là một trong những vấn đề nóng, luôn được các cấp các ngành quan tâm bàn bạc, đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong đời sống xã hội. Vì vậy, việc đồng hành cùng doanh nghiệp đã, đang và hiện là vấn đề quan trọng, trở thành một trong những tâm điểm mà từ các diễn đàn, chương trình, nghị sự của Quốc hội, Chính phủ cho đến các tỉnh thành trong cả nước, nhất là giới doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân luôn quan tâm theo dõi, đặt trọn niềm tin nhằm tìm kế sách để phát triển. Vậy trong bối cảnh thực tiễn đó, Quảng Yên đã đồng hành cùng doanh nghiệp ra sao? Gia đình ông Vũ Minh Độ ở phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên là một trong tổng số 245 hộ kinh doanh cá thể trong toàn phường Đông Mai. Từ nhiều năm nay, gia đình ông chuyên sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng. Song ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thành lập doanh nghiệp. Năm 2016, trước những thông tin, Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất. Đầu tháng 3 năm 2017, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Độ. Sau hơn 4 tháng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song nhờ địa phương và các cơ quan chuyên môn tư vấn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Độ đang thích nghi dần với mô hình sản xuất mới. Đến nay, công ty đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng nhà xưởng hơn 2.000 m2 và trang bị mới dây chuyền công nghệ sản xuất gạch không nung, một loại sản phẩm gạch thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn. Hiện công ty đã tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Tôi cũng không nghĩ là ngày hôm nay tôi lại thành lập công ty mà lại sản xuất gạch không nung như này. Trước kia là tôi chưa thành lập công ty, tôi là một hộ kinh doanh cá thể. Ngành nghề là tôi kinh doanh buôn bán vật liệu ở tại địa phương. Khi mà tôi được đi một cái cuộc gọi là hội thảo xúc tiến đầu tư doanh nghiệp, chuyển đổi từ mô hình nhỏ là cá thể chuyển đổi sang công ty, thì tôi được nghe là hướng dẫn cái chủ trương của nhà nước và của tỉnh, nhất là của thị xã. Tôi nghĩ là chuyển đổi từ cái mô hình nhỏ để mình sang công ty để mình làm ăn thì nó có cái thuận lợi và nó kết nối và mở rộng để mình có những cái thị trường. Thì tôi về nhà là tôi cân nhắc thì sang là tôi thì đến quyết định là tôi chuyển đổi, tôi thành lập công ty. Sau mô hình chuyển đổi thì tôi quyết định là đầu tư một cái dây chuyền sản xuất gạch không nung. Sản phẩm của tôi đến bây giờ thì cũng đã đưa ra thị trường và dây chuyền thì đang sản xuất ổn định. Bước đầu thì cũng đã được thị trường là chấp nhận cái sản phẩm. Cũng như gia đình anh Độ, gia đình anh Đinh Đức Thắng ở thôn 5 xã Hiệp Hòa là một gia đình có đến 3 đời làm nghề rèn đúc. Trong thực tiễn hiện nay ở Quảng Yên nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, nghề rèn, nghề mộc và nghề đúc vốn là những ngành nghề nổi tiếng một thời ở Yên Trì, hiện đang mai một dần. Sự xuống dốc của những nghề truyền thống này cũng chính là nỗi trăn trở của những người làm nghề. Làm thế nào để vực dậy những ngành nghề truyền thống của gia đình, địa phương? Với riêng anh Đinh Đức Thắng, anh đã tìm thấy lời giải cho câu hỏi đó qua việc chính quyền và các ngành chức năng thị xã Quảng Yên tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Đức Thắng, Quảng Ninh. Doanh nghiệp của anh chuyên kinh doanh và làm nhà phân phối các sản phẩm chính như cửa nhựa lõi thép, cung cấp nhóm thép cao cấp, ống tôn mạ màu các loại. Công ty của anh không chỉ chiếm lĩnh thị phần trong toàn thị xã Quảng Yên mà còn vươn ra các địa bàn lân cận. Từ 5 đến 7 năm trước thì nói chung là gia đình thì theo cái nghề truyền thống của ông cha để lại là nghề gò thủ công phục vụ cho về nông nghiệp các bà con này. Sau đó thì thấy cái thị trường có ấy thì gia đình mới mở rộng là kinh doanh thì được khoảng 3-4 năm sau thì bắt đầu mới chuyển đổi thành lập công ty. Khi chuyển đổi sang công ty thì nó cũng có những cái thuận lợi, ví dụ như là ở các thị trường đông, ví dụ như là các nơi, các những cái ví dụ thành phố hoặc là khu vực Uông Bí hoặc là Hòn Gai hoặc là bên của đơn vị thì họ sẽ dùng đến những cái hóa đơn chứng từ của nhà nước thì bắt buộc mình phải thành lập công ty để
giao tiếp. Trở lại với chuyện đồng hành cùng doanh nghiệp của thị xã Quảng Yên. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem là buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp do thị xã Quảng Yên tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2017 vừa qua. Điều đáng khích lệ là trong những lần tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo từng chủ đề, theo từng lĩnh vực như thế này, luôn được thị xã Quảng Yên thường xuyên và liên tục mở ra, đã thực sự tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi, đối thoại một cách thẳng thắn, cởi mở. Qua đây, chính quyền và các cơ quan chuyên môn của thị xã cũng nắm bắt những vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời có những ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, có hiệu quả. Hơn thế nữa, nhằm thực sự góp phần cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng giới doanh nhân, doanh nghiệp để phát triển, thị xã Quảng Yên còn tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện bằng việc đưa ra những chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI và trên cơ sở những quy định, những hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh về BCI và DDCI hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào địa phương. Mới đây, ngày 15 tháng 3 năm 2017, thị xã Quảng Yên đã ban hành quyết định số 355 QĐ-UBND về kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm từng bước giúp doanh nghiệp tiếp cận với thông tin pháp luật, đáp ứng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp. Song hành với các hoạt động vừa nêu và nhằm tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hội đủ các điều kiện cần để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Hiện nay, Quảng Yên vẫn tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm như các khu công nghiệp Đông Mai, Đầm Nhà Mạc, Sông Khoai. Những khu công nghiệp này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng cho thị xã Quảng Yên, không chỉ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư cho thị xã, mà còn tạo đường băng cho các doanh nghiệp cùng thị xã Quảng Yên cất cánh. Well, as Rent-A-Port, we are of course interested in the development of industrial zones and port-related. Công ty của tôi thì đang nghiên cứu về vấn đề là phát triển khu công nghiệp cũng như là đầu tư về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khu 500 ha ở Nam Tiền Phong. Thì khi mà một nhà đầu tư nghiên cứu đến Quảng Yên thì chúng tôi rất là muốn nghiên cứu đến vấn đề là cơ sở hạ tầng cũng như những sự đầu tư về cơ sở hạ tầng. Thì chúng tôi thấy là ở Quảng Yên thì có thể có lợi thế từ cái đường số 18 cũng như là tuyến đường 5B mà sắp có nối từ Hải Phòng đến Hạ Long, và đây sẽ là một cái điều kiện rất là tốt để cho bất kỳ một sự phát triển hay sự đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài nào đó mà nói chung cũng như là công ty nói riêng. Và điều thứ ba đó là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như là sự cam kết nếu càng cao thì các nhà đầu tư sẽ càng thấy hấp dẫn hơn và càng đầu tư hơn. Đến thời điểm này, thị xã Quảng Yên hiện có hơn 4.300 hộ kinh doanh cá thể. Trong số này có nhiều hộ kinh doanh có tiềm năng và có khả năng hội đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp, vươn tầm phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, sau khi thị xã Quảng Yên triển khai xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể về việc đồng hành cùng doanh nghiệp, đã có 56 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang mô hình hoạt động doanh nghiệp, nâng số lượng doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn thị xã là 460 doanh nghiệp. Dự kiến trong năm 2017, toàn thị xã Quảng Yên sẽ có thêm khoảng 100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Theo nhận định của các ngành chức năng, hầu hết các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ hộ kinh doanh cá thể sang thành lập doanh nghiệp đều hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thị xã. Đó chính là những kết quả cụ thể của thị xã Quảng Yên trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Và kết quả này còn góp phần minh chứng rằng tỉnh Quảng Ninh bước đầu đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, năng lực cạnh tranh cấp cơ sở, ngành và địa phương DDCI và nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Cụ thể ở đây là chúng tôi tập trung vào 3 cái nhóm giải pháp. Nhóm thứ nhất là tập trung để nâng cao cái nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về DDCI. Ở cái nhóm thứ hai, chúng tôi tập trung đi sâu, phân tích, đánh giá để xem được là những chỉ số nào được là Quảng Yên đã làm tốt, lý do tại làm sao làm được tốt, những chỉ số nào chưa tốt và lý do tại làm sao chưa tốt. Thế trên cơ sở đó thì được là đề xuất những cái giải pháp hết sức được là thiết thực, thế để tập trung là nâng cao cái chỉ số, từng cái chỉ số thành phần trong cái bộ chỉ số DDCI. Thế và cái thứ ba nữa là chúng tôi không thể không tập trung, đó là tiến hành phân công phân nhiệm hết sức là cụ thể cho các cái phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan. Mỗi phòng ban, cơ quan, đơn vị
là giúp cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã đảm trách đấy một chỉ số thành phần. Thế với cách làm như thế thì sau hơn một năm triển khai thực hiện thì năm 2016 thì Ủy ban thị xã Quảng Yên tiếp tục được đánh giá là đơn vị đứng thứ 5 toàn tỉnh về cái việc triển khai thực hiện cái bộ chỉ số năng lực cạnh tranh, hay nói cách khác là đứng thứ 5 toàn tỉnh về cái cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn của thị xã. Có thể nói, chuyện đồng hành cùng doanh nghiệp vốn là câu chuyện dài, là cả một cuộc hành trình cần được cả hai phía là các ngành chức năng và các doanh nghiệp ở thị xã Quảng Yên quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó, ưu điểm, lợi thế và cũng là giá trị cốt lõi của quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp ở Quảng Yên chính là chính quyền thị xã Quảng Yên đã và đang xác định tâm thế xem thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thị xã. Hiệu quả của doanh nghiệp chính là sự phát triển của thị xã để tận tâm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Về phía những hộ kinh doanh, những doanh nhân, doanh nghiệp, những người đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh và cũng là những người hiểu rõ, trải nghiệm và đối diện với sự cạnh tranh quyết liệt trên thương trường. Hơn ai hết, chính họ cũng phải nâng tầm nội lực, nâng cao năng lực của chính mình. Bởi lẽ, ngay trong cuộc đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang còn rất nhiều việc phải làm, nhiều rào cản mà hai nhà nước và nhà doanh nghiệp cần chung tay tháo gỡ. Câu lạc bộ khởi nghiệp Quảng Yên, chúng tôi đang có 20 thành viên với rất nhiều những ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Hiện nay khó khăn nhất mà mong muốn nhất của anh em trong thành viên câu lạc bộ chính là cái việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ về tín dụng với lãi suất thấp. Thì đây luôn luôn là cái mong muốn của không chỉ là một doanh nghiệp mà nó là cộng đồng của doanh nghiệp. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái đề xuất mong muốn sẽ được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể để có thể sẽ mở nhiều những cái lớp đào tạo những như doanh nghiệp trẻ, như lớp giám đốc điều hành để có thể hỗ trợ thêm vào cái việc điều hành cũng như là hoạt động của các doanh nghiệp trẻ. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào 4 cái nhóm nhiệm vụ cụ thể như sau. Ở cái nhóm thứ nhất là chúng tôi tiếp tục được là bổ sung, hoàn thiện các cái quy hoạch chiến lược của thị xã cho người dân cũng như là doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thị xã có cái điều kiện thuận lợi trong việc là tiếp cận, nghiên cứu để đầu tư. Nhóm giải pháp thứ hai mà chúng tôi thì tập trung đó là tập trung cao độ cho cái việc là giải phóng mặt bằng các cái dự án của các cái nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư chiến lược ở trên địa bàn thị xã. Cái nhóm thứ ba là chúng tôi cũng đã và đang tập trung chỉ đạo đó là tập trung cao độ cho cái việc là tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và nâng cao cái chất lượng hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn thị xã thông qua cái việc là nâng cao cái chất lượng hoạt động của trung tâm hành chính công thị xã. Thế rồi thì được là cải tạo, nâng cấp, đầu tư và đưa 19 trên 19 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của 19 phường xã đi vào hoạt động. Đấy, nhóm thứ tư là chúng tôi đưa cái tổ giúp việc BDCI của thị xã vào hoạt động với một cái sự đồng bộ trong cái công tác chỉ đạo 4 nhóm giải pháp ở trên. Quảng Yên chúng tôi vẫn luôn hy vọng là tiếp tục được là giữ vững được vị trí thứ 5 trong top là 5 đơn vị hàng đầu của tỉnh. Khi phóng sự này nằm trên bàn dựng thì chúng tôi nhận được thông tin vui. Thông tin có lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã hoặc đang muốn hướng đến vùng đất Quảng Yên. Đó là đến thời điểm này, Quảng Yên đã chính thức công bố quy hoạch chung của thị xã Quảng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm cốt lõi của quy hoạch chính là mục tiêu xây dựng thị xã Quảng Yên trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ và cảng biển của tỉnh Quảng Ninh và là một trong những vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ. Điều đáng ghi nhận là ngay tại hội nghị công bố quy hoạch, Quảng Yên đã thu hút 8 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ đầu tư 8 dự án với tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng. 4 doanh nghiệp khác cũng đã ký cam kết đảm bảo tiến độ đầu tư cho 4 dự án lớn hiện đang triển khai tại thị xã Quảng Yên với tổng mức đầu tư trên 10.600 tỷ đồng. Đó quả là những tín hiệu vui cho thị xã Quảng Yên nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Tín hiệu ấy cũng chính là những trái ngọt mà thị xã Quảng Yên đã dồn biết bao tâm sức trên cánh đồng, đồng hành cùng doanh nghiệp. Những tín hiệu, kết quả ấy sẽ góp phần đưa Quảng Yên phát triển lên một tầm cao mới.